Cổng xe rộng bao nhiêu, ngựa vào được, phù ngựa vào được không? Thì 20 phân, thì 25 phân mỗi bên. Cắt đi. Đâm vào cột này này, hông cột này này. Đâm vào đây này. Ra tí nữa. Thank you.
Vẫn cứ phải đẩy ra đi, đẩy ra bên này đi. Nữa đi. Đấy, mày bóng kê cái hòn đá vào đấy cho anh. Cứ đẩy, đẩy mạnh sang cái xong. Không giữ thì anh đi lấy đấy, đá chọc mà. Chọc nó xuống. Đấy, thank you.
bóng đi ra thì không phải đi thang đằng ấy nữa, đi đâu chưa.